Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh tin mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trận mưa lịch sử trong 3 ngày qua đã khiến nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chìm trong biển nước. Đây được xem là hiện tượng hiếm đến mức chỉ xảy ra một lần trong 1.000 năm. Những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu một trận lũ lụt kinh hoàng nhất ở Trung Quốc. Thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh này có lượng mưa lên tới 622,7mm chỉ trong 24 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố là 640,8mm. Trong ảnh, các phương tiện bị mắc kẹt được nhìn thấy trên một đường ngập trong biển nước sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu. Các nhà khí tượng cho biết hiện tượng mưa lớn vừa xảy ra ở tỉnh Hà Nam là kỷ lục kể từ khi các số liệu được ghi nhận cách đây 60 năm và là hiện tượng hiếm đến mức chỉ xảy ra một lần trong 1.000 năm. Nhiều tuyến đường ở thành phố Trịnh Châu bị bao phủ trong biển nước. Đến nay, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Hà Nam đã gây tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4.342 tỷ đồng. Dự báo Trịnh Châu và nhiều địa phương khác ở Hà Nam có thể sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn trong vài ngày tới. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp địa phương, tổng cộng 376.000 người đã được sơ tán tới nơi an toàn, có 215.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Trận lũ lịch sử đã khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và 8 người mất tích, trong đó có 12 hành khách tử vong trong toa tàu điện ngầm bị ngập nước ở Trịnh Châu. Trong ảnh là những người bị mắc kẹt trong một toa tàu ngập nước của tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu khi chờ cứu hộ. Nhà chức trách tỉnh Hà Nam cho biết có hơn 3 triệu người đã bị ảnh hưởng do mưa lớn vài ngày qua. Các nhân viên cứu hộ đang sơ tán cư dân ở một khu bị ngập úng tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam đã phát 2 báo động đỏ, cảnh báo có thể sẽ có một đợt mưa lớn khác ở thành phố gồm Trịnh Châu, An Dương, Tiêu Tác, Tân Hương và 3 thành phố khác. Hình ảnh người dân lội nước trong nước ngập đến ngang lưng do mưa lớn ở thành phố Trịnh Châu. Mưa lũ cũng khiến Trịnh Châu bị mất điện, mất nước trên diện rộng. Nhiều bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin bệnh viện Trịnh Châu có hơn 7.000 người bị mất điện hoàn toàn. Cả nguồn điện dự phòng cũng bị cắt, khiến bệnh viện phải chạy đua tìm cách chuyển 600 bệnh nhân nặng đến các cơ sở khác. Hình ảnh các bệnh nhân của bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu đang chờ xe cứu thương để chuyển viện. Cuộc sống của hàng triệu người dân ở Hà Nam bị đảo lộn do mưa lớn bất thường. Một số con sông ở lưu vực sông Hoàng Hà nước dâng cao nhanh chóng. Đường xá ở hàng chục thành phố ven sông bị ngập lụt khiến nhiều tài sản bị thiệt hại nặng nề. Hình ảnh một chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận mưa lớn ở Công Ky. Nhiều công trình giao thông cũng bị hư hại, dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động, các chuyến bay bị hủy, nhiều trường học và bệnh viện bị cô lập do nước lũ. Một chiếc cầu bị hư hỏng do mưa lũ ở làng Gao Miao ở Công Ky. Cư dân địa phương bắt đầu dọn dẹp bùn đất, kéo những chiếc xe bị mắc kẹt và giải phóng đồ đạc bị lũ lụt phá hủy. Người dân thành phố Gyeonggi, tỉnh Hà Nam đứng giữa đống đổ nát sau trận mưa lớn. Ngay khi xảy ra mưa lũ, chính quyền Hà Nam đã cử nhiều lực lượng và phương tiện tham mưu ứng cứu. Các gia đình có con nhỏ được đưa lên xuồng cứu hộ để đến điểm cư trú tạm thời ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cứu hộ để sơ tán người dân gần bệnh viện tim mạch trung ương Phu Wei ở huyện Yongmu của Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại cho nhiều bệnh viện ở Hà Nam. Các bệnh nhân và nhân viên y tế mắc kẹt bên trong đều phải chờ để được sơ tán. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người có thể là nguyên nhân chính kích hoạt các trận mưa lớn dài kỷ lục gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tình trạng trái đất nóng lên làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan là điều đã được Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc IPCC cảnh báo. Thưa quý vị, đêm ngày 23 tháng 9 đến sáng ngày 24 tháng 9, hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn, sáng ngày 24 tháng 9, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạ Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không thể lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 9, theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến người dân phải di dời khẩn cấp.
huyện này đêm ngày 23 tháng 9 đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía Tây. Lượng nước cũng đã tràn đê. Và lúc 10 giờ tối ngày 23 tháng 9 giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ, mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di dời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Cương đã được di dời khẩn cấp. Cũng trong ngày 23 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này, cầu phao cứu hộ khẩn cấp vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt quá 2 mét. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240 km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng nước trước mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ vào đêm ngày hôm đó ở thành phố Lạc Dương. Ngay khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, các chuyên gia khí tượng cho biết thành phố Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Thưa quý vị, một trận động đất dữ dội khác đã xảy ra ở huyện Ludian, thành phố Giao Tông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào tối thứ Ba vừa qua, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin, tính đến 12 giờ trưa ngày 21, trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã khiến gần 600 người thương vong. Deng Xianpe, thị trưởng thành phố Giao Tông, cho biết trận động đất đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 người ở quận Ludian, trong đó có một bé gái 4-5 tuổi. Ngoài ra, một người chết ở quận Yaoyang, 594 người bị thương, trong đó 142 người bị thương nặng, 452 người bị thương nhẹ và 26 người bị thương nặng. Trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 26 phút chiều thứ Ba và tâm chấn nằm ở thị trấn Đào Viên, huyện Ludian. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất bao gồm thị trấn Wenping và thị trấn Siwan ở huyện Ludian, thị trấn Yongfeng, thị trấn Buga, thị trấn Songwang và thị trấn Xiao Long Đông ở quận Yaoyang. Trong số đó, thị trấn Wenping của huyện Ludian và thị trấn Yongfeng của huyện Yaoyang đã bị thiệt hại nặng nề do mật độ dân số cao. Trận động đất mạnh kéo theo hơn 90 cơn dư chấn. Dân làng đang ngủ ngoài trời. Ba bệnh viện địa phương đã kín chỗ, nhiều người bị thương phải điều trị trong khuôn viên bệnh viện. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm động đất. Giới chức địa phương cho biết khoảng 5.000 ngôi nhà bị sập ở quận Ludian. Các cơ quan chức năng cho biết thời tiết địa phương tốt tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Trận động đất đã gây ra sự gián đoạn đối với nguồn cung cấp điện. Thông tin liên lạc và nước hiện đã được khôi phục hoàn toàn. Ông cho biết 50.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc, Ludian là một quận nghèo ở Trung Quốc với dân số 378.000 người. Quận này nằm dưới cao nguyên Tây Tạng, khu vực thường xuyên xảy ra động đất ở Trung Quốc. Quý vị thân mến, vào ngày 20 tháng 9 cũng đã xảy ra một trận động đất Cheojin với cường độ 5,0 độ Richter. Trận động đất được cảm nhận ở Mã Nhĩ Khang và Hesui ở phía Bắc, Lixian và Wechun ở phía Đông, Jinchuan ở phía Tây và Cheojin, Thành Đô và Lạc Sơn ở phía Nam. Theo điều tra thực địa, cường độ tâm chấn là 6 độ và các khu vực bị thiệt hại chính được phân bổ ở trang trại lâm nghiệp 801, nhà máy gạch ngói Đao Ban, đội quản lý rừng 1, Huan Kaoping, Daping, Xianoutan và các khu định cư ven biển gần sông Fubian. Tâm chấn Yuguan nằm giữa Huan Kaoping và Hebudiao có tọa độ địa lý ở 31,34 độ vĩ Bắc, 102,24 độ kinh Đông. Trong khu vực cấp 6, các công trình tường đá vẩy cấp 1 riêng lẻ bị sập hoặc hư hỏng một phần. Ví dụ ở nhà máy New Trang Mizoguchi, bức tường hàng rào được xây bằng gạch vụn đã bị sập một phần. Bức tường của ngôi nhà của Wang Minkai ở nông trại rừng 801 trước đây bị nứt và sập một phần. Nhà vệ sinh được xây bằng gạch vụn cũng bị sập. Nhà cấp 2 chỉ bị hư hỏng nhẹ.
khu vực 5 độ bắt đầu từ phía bắc Eldaping ở phía tây bắc, kết thúc giữa Dai Phuping và Mendang ở phía đông nam, kéo dài đến đông của sông Liancha ở phía đông và đến Nichukagu ở phía tây có diện tích 340 km2. Vào ngày 20 tháng 9, cũng xảy ra một trận động đất ở Seojin với cường độ 6,6 độ Richter. Trận động đất được cảm nhận ở phía đông đến Suning, Nanchong, Jinbi ở Tứ Xuyên, Ganji ở phía tây, Xinchang ở phía nam và Wenxian County ở Cam Túc ở phía bắc. Trận động đất 6,6 độ Richter đã xảy ra những mức độ thiệt hại khác nhau cho 42 thị trấn ở huyện Seojin, huyện Mankang và huyện Sichuan ở Tứ Xuyên. Trận động đất khiến một người chết, 14 người bị thương nặng và 137 người bị thương nhẹ, 6.024 gia súc bị chết. Diện tích thiệt hại về nhà xây dựng lên tới 2,491 triệu m2, trong đó có 42 nhà bị sập, chiếm 35% tổng số, 44 nhà bị hư hỏng nặng, chiếm 36,6% tổng số. Theo thống kê của chính quyền tỉnh A3, thiệt hại kinh tế tương đương khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, thiệt hại kinh tế của quận Seojin là 105 triệu nhân dân tệ, thiệt hại kinh tế của quận Yanchuan là 39 triệu nhân dân tệ, thiệt hại kinh tế của Macang là 29 triệu nhân dân tệ và các thiệt hại khác bao gồm đường, cầu, thông tin liên lạc là 30 triệu nhân dân tệ. Khu vực bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề bởi trận động đất là khu vực núi Bembi ở ngã ba Seojin và Mankang. Tất cả các làng thuộc khu vực 8 và 7, hầu hết các khu dân cư ở khu vực 6 và các điểm kiểm soát ở khu vực 5 đã được khảo sát. Tổng cộng hơn 120 khu vực đường bộ địa chấn 6,6 độ Richter kéo dài dọc theo đứt gãy Fubianhe theo hình trục xoay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.